điều kiện quan trọng đầu tiên nhất và tất cả mọi cây trồng không riêng về hoa lan, đó là ánh sáng mặt trời. Vậy ngày hôm nay chúng ta không đủ điều kiện ánh sáng mặt trời để trồng lan thì chúng ta phải dựa vào ánh sáng nhân tạo để chúng ta trồng lan. Và ai có điều kiện ánh sáng mặt trời thì đó là điều tuyệt vời thuận lợi. Còn ai không đủ điều kiện ánh sáng mặt trời mà chúng ta không có điều kiện về ánh sáng nhân tạo thì chúng ta cũng không nên trồng lan. Vậy chúng ta có ánh sáng mặt trời rồi thì chúng ta đợi tiền điện, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không có điều ánh sáng mặt trời thì chúng ta là phải nhân tạo. Nhân tạo cách thứ hai đó là chúng ta sử dụng những cái bóng đèn nó chiếu bằng năng lượng nhân tạo ra, chúng ta phải tốn tiền điện. Có một cái thứ ba đó là chúng ta phản chiếu ánh sáng đưa vào không gian chúng ta trồng lan. Thì đó ba cách để chúng ta tạo ra ánh sáng mặt trời và trồng lan. Vậy bây giờ chúng ta muốn trồng lan được, chúng ta lại không có ánh sáng, chúng ta không chịu trang bị bóng đèn quang phổ, chúng ta cũng không muốn trang bị tấm chắn lấy sáng, thì chúng ta nên chơi bông hoa lan bằng nhựa hoặc bông hoa lan bằng vải. Cái đó là không mất chi phí chăm sóc, cũng không tốn công chăm sóc, và chúng ta có hoa quanh năm. Thế là cái gì? Chúng ta muốn trồng lan mà ra hoa được thì chúng ta phải có ánh nắng mặt trời. Đó là cái điều kiện rẻ tiền và tự nhiên nhất.